Theo thông tin AFK Mobi có được thì tựa game nhập vai 6 Glass mang tên Tân Giang Hồ Truyền Kỳ Mobi đã được nhà phát hành Sun Game đưa về Việt Nam thành công. Tân Giang Hồ Truyền Kỳ thuộc thể loại game nhập vai có đề tài tiên kiếm hiệp, tự tin thu hút người chơi chất lượng đồ họa 3D đỉnh cao, đi kèm lối chơi chất lượng. Ở phiên bản hiện tại, game mang đến cho người chơi 6 môn phái gồm Xuyên Vân, Thanh Phong, Chân Võ, Địa Tàng, Phá Quân và Thiên Hương với phần tạo hình vô cùng đẹp mắt. Đặc biệt trò chơi này còn áp dụng hình thức lắp kỹ năng theo kiểu hình bát quái, phân ra thành hai bộ 4 võ công chủ động để người chơi có thể tự ý thay đổi phối kỹ trong quá trình chiến đấu. Bên cạnh đó, mỗi môn phái cũng có nhiều kỹ năng bị động, thiên phú đa dạng, được mở khóa dần dần theo đẳng cấp của nhân vật. Đấy là chưa kể đến khả năng hóa thần nhập quỷ của nhân vật khi tích đủ nộ kết hợp với các chiêu thức bổ trợ đến từ hệ thống minh khí, thần dực, trợ thủ cực ngầu. Cũng nhờ đó mà quá trình chiến đấu trong game diễn ra hết sức thú vị với tiết tấu nhanh, hiệu ứng kỹ năng chiến đấu bắt mắt. Nhìn chung, lối chơi của game đặt nặng vấn đề luyện cấp sang đồ và PK triền miên trên nhiều hoạt động PvE và PvP diễn ra theo ngày và tuần. Trong đó, để nâng cao sức mạnh của bản thân, người chơi cần tu luyện võ công cũng như kích hoạt hệ thống kinh mạch, cường hóa trang bị, thú cưỡi, thần trang, danh hiệu v.v. Đây hầu hết là những công năng cơ bản mà mọi dân cày đều phải thực hiện trong quá trình khám phá game. Bù lại, khi đạt cấp 110 thì hệ thống sẽ mở tính năng chuyển chức, cho phép người chơi thăng tiến sức mạnh và mở khóa thêm nhiều bộ kỹ năng chiến đấu lợi hại hơn. Thêm vào đó, hệ thống khiêu chiến boss giang hồ, hiệp khách đảo, chiến trường phe phái, phó bản tinh anh cũng mang lại cho người chơi cơ hội giao đấu với hàng trăm cao thủ khác, đồng thời sở hữu thêm các vật phẩm và trang bị quý hiếm có thể tùy ý giao dịch hoặc sử dụng. Không những thế, người chơi còn có thể tạo dựng bang hội riêng, cùng mọi người sát cánh trong các cuộc lãnh địa chiến, diệt boss bang hồng, thu về lợi ích vô cùng nhiều. Nhìn chung, sản phẩm đang cố gắng tái dựng lên một chốn giang hồ kỳ ảo vừa hỗn độn nhưng cũng rất hữu tình. Tất cả nhằm mang đến cảm giác cày cuốc quen thuộc cho người chơi cảm thụ, nhất là các tín đồ lâu năm của dòng MMORPG từ thời PC sang mobile.